ra cái huy hiệu đi. Không trả đâu. Leo leo, đỗ được kịp được thì tớ mới đưa. À, đau quá đi. Bảo, con có sao không? Ơ, là cô giáo. Chúng em chào cô ạ. Kem đi chơi cuối tuần đấy à? Cô ơi, bạn này là... À, đây là Bảo, cháu của cô. Chào Bảo nhé, chị là Hồng Hà. Chị là Bình An. Còn anh là Chân To. Bảo, chào anh chị đi con. Bóng. Bóng. Em thích chơi bóng à? Thế chúng mình chơi đá bóng đi. Bảo ngoan nhá. Các anh chị chỉ muốn chơi cùng con thôi mà. Bảo là em bé mắc chứng tự kỷ, không biết các em đã nghe đến bao giờ chưa? Vì thế mà em ấy sẽ ít nói và khó giao tiếp. Em ít chơi với các bạn mà chỉ tự chơi một mình. Nhưng các em đừng sợ nhé, chỉ lúc nào khó chịu gì đó, Bảo mới gắt lên thế. Chỉ cần các em nhẹ nhàng nói chuyện với em, rồi dần dần Bảo quen sẽ chơi cùng thôi. Để cô đưa con về nhé. Muộn rồi nên cô đưa Bảo về đây. Các em vui chơi rồi về sớm kẻo bố mẹ mau nhé. Dạ vâng ạ. Tội nghiệp Bảo, em mấy cặp của mình như thế chắc là đau lắm. Tớ thì không muốn chơi với Bảo đâu. Nhỡ chẳng may em ấy lại tấn công mình thì sao? Thôi mình đi về đi. Các cậu ơi, sim này của Bảo đấy. Bọn mình chạy theo trả cho em ấy nhé. Tớ phải về đây. Không là mẹ tớ lại mắng mình đi chơi về muộn. Cô ơi, Bảo ơi. Cô ơi cô, chúng em nhặt được quả bóng của Bảo cô ạ. Con chào các chị để mình về nào. Chào. Chào Bảo nhé, chào cô ạ. Hôm nay tan học, chúng mình qua nhà cô chơi với Bảo đi. Không đâu, nhỡ Bảo lại lăn đùng ra khóc như lần trước ấy, sợ lắm. Tại vì em ý bị mất quả bóng yêu thích nên mới khóc như thế thôi. Tớ vẫn thấy em ý kỳ lạ lắm, không đi đâu. Với lại chiều nay bọn tớ có trận đá bóng rồi. Bọn tớ là bảo thủ, cậu không đi thì chúng tớ đi. Ê, cậu biết bảo thủ là gì không? Bảo thủ à? Hay ý các cậu ấy bảo thủ là không chơi với Bảo? Ở lại chơi với em nhé. Tớ phải về rồi. Hôm nay mẹ tớ chỉ cho đi chơi có một lát thôi. Ừ, ăn về đi. Cô giáo đi chắc cũng sắp quay lại rồi. Để tớ đưa cậu về nhà bôi thuốc.
Tớ sẽ không bảo thủ nữa. Tớ bắt đầu thấy Amy đáng yêu rồi đấy. Amy còn khoác tay tớ nữa này. Đây, tớ bảo cậu rồi mà. Hùng Hà, em làm sao thế? Dạ, em không sao đâu cô ơi. Em chỉ trẹo chân một xíu thôi ạ. Để cô cõng em về trạm y tế gần nhà cô nhé. Phải bôi thuốc kẻo nó lại sưng lên. Tớ đỡ hẳn rồi. Tớ chỉ còn đau một tẹo thôi. Bảo đưa cho chị Hà quả cam đi em. Em nói, chị ăn đi. Ăn đi. Ăn cam. Chim bay. Nhìn bảo giống hết như lúc tớ được ăn bánh kem ý. Còn đây là của các cậu nè. Tại sao tớ lại là con gấu? Không thích đâu. Hà đổi cho tớ hình khác đi. Ê, ông nhồi đổi cho tớ đi. Không biết bọn trẻ có gì mà cười vui vẻ đến vậy nhỉ? Chắc có bảo đến chơi đấy ạ. Cuối tuần sau cô giáo lại dẫn bảo đến chơi với các cháu nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị. Được chơi với các anh chị, bảo nó cũng hoạt bát hơn hẳn. Thank you.